cần tẩy chay các nhãn hàng tài trợ thông tin độc hại lực lượng xấu đó là ý kiến của rất nhiều người trên mạng xã hội và hôm nay báo tuổi trẻ đã đặt ngay vấn đề chính thức như vậy còn cá nhân tôi cho còn đề nghị bổ sung thêm là điều tra hình sự với các nhãn hàng tài trợ thông tin độc hại lực lượng xấu một hành vi chẳng khác nào tài trợ khủng bố thí dụ như những các nhãn hàng ủng hộ cho các băng nhóm giang hồ trên mạng và những lực lượng khác với màu cờ sắc áo biểu dương các lực lượng ngoài phạm vi kiểm soát của pháp luật. Trở lại vấn đề nêu trên, báo tuổi trẻ đặt vấn đề nhiều năm qua các trang phim lậu hoạt động rầm rộ, nhiều video trên các kênh đa quốc gia mạng xã hội chứa nội dung xấu độc nhưng người tạo ra vẫn sống khỏe giàu to. Vậy ai đang tài trợ nuôi các trang độc hại này và như chúng tôi nói nó ngang hàng với việc tài trợ cho bọn khủng bố và trên thế giới những kiểu này chỉ có thể là khởi tố hình sự và xử lý rất nặng tước đoạt tất cả các quyền công dân còn lại trên thưa là như thế Việt Nam chúng ta thì quá dễ dãi quá dễ dãi cần phải chấn chỉnh lại các nhãn hàng lớn đang có hiện tượng là tràn lan trên các kênh độc hại vào ngẫu nhiên trang phim lậu, xúc nhanh ngay trước trên và dưới màn hình xuất hiện quảng cáo, cổng game thượng lưu nhiều ưu đãi. Sexy girl dành cho bạn 100k kèm hình ảnh khiêu dâm. Điều hướng về trang web chuyên cờ bạc. Đáng chú ý khi chọn một trang một bộ phim bất kỳ, người xem lập tức bị chuyển tới sàn thương mại điện tử Shopee. Trở lại trang quảng cáo bài bạc tiếp tục hiện ra trong quá trình xem phim, người xem tua đến đoạn giữa thì lập tức là bị bị chuyển tới sàn Shopee tại trang phim hay mới người xem vừa mở ra là lập tức xuất hiện một quảng cáo liên nhà cái cập nhật 2023 tiếp đến là quảng cáo của một game online chọn phim quảng cáo cờ bạc tiếp tục hiện ra sau đó người xem bị chuyển hướng về trang của sàn thương mại điện tử lazada như vậy để xem được phim khán giả phải chấp nhận liên tục xem quảng cáo bài bạc đang xen với việc chuyển về sàn thương mại điện tử Newton, ông lớn điện tử hay ở trang Mark quảng cáo sản phẩm điều hòa của Panasonic điều hướng về trang chủ của Panasonic tại lại đứng cạnh quảng cáo sòng bạc khi vào xem phim khán giả còn bị lừa bấm vào một skip AD bỏ qua quảng cáo lại chuyển tới sàn Shopee thế là chúng ta bấm vào nút bỏ qua quảng cáo thì nó lại lại chuyển tới sàn thương mại Shopee hành động rất là rõ ràng như thế phải không? Hay ở trang phim mới liên tục xuất hiện các banner quảng cáo cho hệ thống bán lẻ sản phẩm công nghệ cell phone X ba câu banner nơi quảng cáo nào lại xuất hiện ở trang chủ hầu hết các trang con trang chuyên mục của website này cùng với đó banner quảng cáo dịch vụ cho, cho, dịch vụ truyền hình internet FPT Play trường hợp các quảng cáo của thương hiệu lớn đứng cạnh các quảng cáo bài bạc cũng xuất hiện ở nhiều trang phim lậu khác song trong đó quảng cáo của các hàng loạt doanh nghiệp lớn cũng xuất hiện ở những video có nội dung độc hại trên các kênh đa quốc gia mạng xã hội chẳng hạn vào một video có dàn dựng cảnh hai nhóm trẻ em ước chừng độ tuổi tiểu học chia phe sau đó chửi bậy cầm thanh gươm gỗ đánh nhau ngay phía dưới video người ta có thể thấy quảng cáo của ứng dụng đặt phòng khách sạn đặt vé máy bay agoda một video có nội dung tương tự nhưng đến đoạn giữa lại xuất hiện quảng cáo của sàn lazada và hãng dược mỹ phẩm Eserin Việt Nam quảng cáo về ứng dụng Agoda còn xuất hiện ngay dưới video khá bảnh chửi thề cầm gậy bóng chày đánh vào mông một đàn em thậm chí trong một quảng cáo về trò chơi đánh bài đổi thưởng còn xuất hiện cả logo của ngân hàng Việt Nam chúng ta thấy rõ ràng rồi hình tượng khá bảnh là biểu tượng cho chủ nghĩa khủng bố côn đồ đối với thế hệ trẻ và hiện nay xuất hiện nhiều tên tuổi giống như vậy và cũng được tài trợ tương trợ tương tự khá bảnh thì được phá án và bắt rồi với lợi thế đo được hiệu quả cụ thể bằng các thông số như lượt người xem, lượt người kích chuột truy cập, lượng người tương tác, quảng cáo online, online khiến đông đảo doanh nghiệp mạnh dạng đổ tiền vào. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực, việc chỉ cần con số mang tính thành tích hoặc nhằm đạt yêu cầu được giao thỏa thuận hợp đồng đã khiến nhiều doanh nghiệp hoặc các công ty quảng cáo agency quảng cáo bừa bãi trên mọi kênh, trang mạng bất chấp nội dung xấu, độc hay kênh trang vi phạm pháp luật ông Nguyễn Phạm Hoàng Quy, chủ nhiệm bộ môn thương mại điện tử, phân tích thông thường các ngân hàng sẽ có đội ngũ quảng cáo hỗ trợ. Người làm công tác quảng cáo hoàn toàn có thể thiết lập tính ngăn chặn không cho xuất hiện quảng cáo ở những trang độc hại hay tên miền chuyển hướng từ trang độc hại đến nhãn hàng. Tuy nhiên, có thể do tần suất chạy quảng cáo quá nhiều nên việc kiểm soát không tốt. Dù vậy, vẫn có khả năng doanh nghiệp không muốn lộ trừ cho quảng cáo một cách bất chấp để tiếp cận được nhiều người nhất có thể tránh mất đi lượng khách hàng tiềm năng dẫn đến quảng cáo Lang. ngoài ra không loại trừ trường hợp nhà quảng cáo vừa thỏa hiệp với những trang có nội dung độc xấu giúp chạy đủ chỉ tiêu về số lượng truy cập việc quảng cáo xuất hiện ở những trang độc hại này cũng cho thấy thực trạng những hàng đã lơ là trong khâu kiểm duyệt trong khi đó theo chuyên gia truyền thông di khoa khi một thương hiệu của việt nam hoặc phổ biến tại việt nam nhất là những thương hiệu quốc gia xuất hiện trên các nội dung xấu chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho công chúng về khả năng lựa chọn kênh truyền thông tiếp cận của chính thương hiệu. Kế sau đó có thể là thái độ bất bình, không thể chấp nhận một thương hiệu xuất hiện trên nền, nền tảng xấu độc. Bởi vì tinh thần tự hào của người Việt rất cao. Việc chọn kênh quảng bá như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin công chúng dành cho thương hiệu. Nhất là những thương hiệu đã dày công quảng bá và xây dựng được lòng trung thành ở người tiêu dùng. Họ có thể quay lưng và từ chối sử dụng các sản phẩm vô nghi ngại thông điệp của quảng cáo đồng nhất với kênh phân phối chưa kể, nếu bị xử phạt do hình ảnh xuất hiện không phù hợp có thể còn bị xử lý theo pháp luật. Ông Khoa cảnh báo. Người tiêu dùng cũng dễ bị ấn tượng xấu cho các quảng cáo trên kênh xấu độc vì nghĩ nó rẻ tiền. Ông Di khoa cảnh báo, người tiêu dùng có thể quay lưng với sản phẩm do tiêu chí truyền thông của nhãn hàng có vấn đề. Người tiêu dùng đang càng ngày thông minh hơn, họ sẽ lựa chọn những doanh nghiệp sạch, không có điều tiến bên cạnh chất lượng được nâng cao mỗi ngày. Và tất nhiên rồi, à, bảo tuổi trẻ với tư cách là một tò soạn đã đưa ra những cảnh báo rằng những nhãn hàng lớn mà quảng cáo bừa bãi trên những nền tảng độc hại, những phương thức quảng cáo độc hại uh, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhãn hàng đó, vốn dây công xây trong lòng công chúng của người tiêu dùng và người tiêu dùng có thể quay lưng. Tuy nhiên đây là một cảnh báo quá dân minh và có thể những nhãn hàng thừa biết điều này nhưng họ vẫn làm và căn cứ vào tính chất độc hại như chúng tôi đã phân tích ở trên và chúng tôi sẽ tiếp tục vấn đề này để đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ các vấn đề như trên và nếu cần thiết khởi tố hình sự vụ án và xử lý dứt điểm một hai vụ để chúng tôi là người dân chúng tôi không thể nào chấp nhận được việc các nhãn hàng lớn như thế công nhiên ủng hộ bằng hình thức quảng cáo đối với những trang quảng cáo xấu độc hại thậm chí mang màu sắc khủng bố và những vấn đề khác xin cảm ơn rất nhiều